Hello, xin chào tất cả mọi người, chào các em. Ok, xin chào Tú Nguyễn này, xin chào Huệ, rồi chào tất cả các em. Rồi, vừa thi xong đúng không? Rồi, xin chào mọi người. Ok, hôm nay mọi người thi thử thế nào? Thấy đề làm có được nhiều không? Hôm nay mọi người thi thử làm có tốt không? Ok, xin chào Hạ Nhi. Rồi, ok, hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề thi thử lần 15 nhá, được không nào? Thì hàng tuần là thầy đều tổ chức thi thử cho mọi người vào thứ năm, hôm nay thì cũng như vậy. Và đề lần này thì thầy đã cố gắng là ra, thầy nghĩ là cái mức độ thi nó sẽ thi thật, nó sẽ có cái mức độ nó sẽ như thế này, đúng không? Nhiều bạn thì kêu là đề khó hoặc là đề dễ, đúng không? Thì lát mình chữa thì mình sẽ biết là nó khó hay nó dễ, đúng không? Và mục đích cuối cùng là chúng ta sẽ xem là với cái đề này thì chúng ta cần phải khắc phục điều gì để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đó, đấy là cái câu chuyện. Chứ còn hiện tại nếu mà điểm có thấp một chút hay là làm còn sai một chút thì cũng đừng có quá buồn, đúng không? Chủ yếu cuối cùng là thầy muốn mọi người xem là chúng ta sẽ rút ra được cái gì từ cái bài ngày hôm nay, được không nào? Rồi, xin chào 1500 anh em đang có mặt ở livestream ngày hôm nay của thầy. Rồi, xin chào Mai Anh, Dương, xin chào Tuyết. Rồi, tổ chức thứ 6 lịch cố định của thầy thì là thứ 5 rồi. Được chưa? Thì không đổi được. Lịch này là tổ chức 15 lần rồi nhá. Vì thực sự là nếu mà bạn nào mà đã theo dõi thầy biết là thầy cũng livestream suốt ngày, thế nên là cũng không có lịch để đổi cho nó thoải mái được. Cứ trùng môn này với môn kia, lớp này với lớp khác. Đó, như thứ 6 thì ngày mai là thầy đã dạy khóa live 2K3 rồi. Đó, thế nên bạn nào mà có anh chị em họ hàng mà 2K3 thì cũng có thể giới thiệu các bạn để tham gia các khóa livestream của thầy nhá. Rồi, 1700 bạn rồi. Ồ, nhiều bạn bảo lần đầu xem live thầy à? Ờ, ông nào lần đầu xem live thầy comment phát được không? Bạn nào lần đầu xem live thầy nhỉ? Có bạn nào hôm nay là lần đầu tiên xem livestream thầy không? Thầy nghĩ chắc là ít đúng không? Đa số mọi người xem nhiều rồi. Đây, thầy share lên trang cá nhân phát. Thầy cũng phải tự share phát, đúng không? Rồi, bạn nào cảm thấy giật lag thì một gợi ý cho các bạn có thể share phát, đúng không? Đó, để các bạn có thể xem cho nó mượt mà ở trên trang cá nhân các bạn nha. Đây, thầy share về trang cá nhân để thầy đọc comment cho nó đỡ giật lag. Ok, rồi ở đây có gần 2.000 bạn rồi. Thôi bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn buổi học ngày hôm nay các bạn nhé, được không nào? Rồi, nhiều bạn và em xem lần đầu, được rồi. 2K2 thì toàn bọn nó nói phét thôi, đúng không? Ừ, con Trang cũng thằng Quân kia cũng vào gào là em xem lần đầu, đúng chưa? Bọn này đúng là như kiểu con gái nhỉ, như kiểu con gái nhỉ. Ừ, em thề với anh đây lần đầu đấy, thề với anh luôn đây lần đầu, đúng chưa? Ừ, toàn thề lần đầu luôn đúng không? Ừ. Ừ, rồi thôi bây giờ thầy sẽ bắt đầu luôn nhá. Rồi, toàn lần đầu rồi, ông Đức kia cũng lần đầu rồi, xe nhưng chỉ để chỉ mình tôi. Nói chung là nói chung là thầy thì thầy cũng rất là buồn thôi, nhưng mà cũng chẳng có cách nào được cả. Học sinh nó vô tâm với mình thì mình cũng phải chịu thôi, nhưng thầy cũng không biết là phải làm sao đấy. Thu Hà lần đầu quyết định xe lại rồi, bây giờ ta sẽ cùng nhau chữa cái đề thi thử lần 15 này, được chưa? Rồi, nào thế bây giờ thầy sẽ chữa cho các bạn cái đề thi thử lần số 15. Và trước khi chữa thì thầy nhắc nhở mọi người như sau. Đây là cái đề mà nó có cái phần lý thuyết nhá. Đó, đây là cái đề mà nó có cái phần lý thuyết, thầy đánh giá là khá hay. Đó, rồi, khá là hay. Và mọi người cũng cần phải lưu ý thì các bạn mới làm được, được chưa? Đó, Mai Anh kia lại còn người chia sẻ rồi mà vẫn thề là em nói thật, đúng không? Rồi, ok Khương Mai, cảm ơn em. Nào, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn, được không nào? Rồi, và trước khi bắt đầu thì cảm ơn 2.500 bạn đang xem livestream của thầy, được chưa? Chúc mọi người có một cái buổi học hiệu quả. Và các bạn đừng quên là có thể chia sẻ để xem lại hoặc có thể ủng hộ thầy, được chưa? Rất cảm ơn mọi người. Mọi người cũng đừng quên việc rất là quan trọng, việc này quan trọng hơn là các bạn sẽ comment đáp án để buổi học hôm nay nó thật là hiệu quả, được không nào? Nhớ comment đáp án để học nhé, được chưa? Rồi,
Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Được không nào? Đề thì nhiều ông thì kêu khó, nhiều ông thì kêu dễ. Không biết là dễ khó hay không nên mình sẽ cùng nhau chữa. Trợ lý của thầy thì báo là hôm nay có khoảng 3.000 anh em thi. Và hôm nay thì không lại tiếp tục là một lần nữa là không có điểm 10. Đó, thế thì chúng ta xem là tại sao nhá. Đó, rồi và hôm nay sẽ có rất nhiều thứ hay ho ở trong cái bài này. Rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn. Câu số 1. Câu số 1, chúng ta chữa luôn các bạn nhá. Chữa luôn. Câu số 1, hạt nhân có độ hụt khối càng lớn. À, độ hụt khối là gì các em? Độ hụt khối là delta M. Vậy thì delta M lớn thì nó sẽ làm cho cái biểu thức của năng lượng liên kết được tính bằng delta M nhân C bình phương nó sẽ lớn. Đúng không? Delta M mà lớn thì năng lượng liên kết lớn. Vậy là cái này nó chỉ chứng tỏ được là năng lượng liên kết là lớn thôi. Đúng chưa? Câu số 1 đáp án A. Ok chưa? Năng lượng liên kết lớn. Đúng chưa? Tiếp theo, câu số 2. Câu số 2, đặt một cái điện áp U bằng U0 cốt của 100 PT và hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ và bên người ta yêu cầu tính dung kháng thì quá dễ rồi. ZC là bằng 1 phần omega C. Chúng ta thay vào thôi. Cái này là 100 pi, đúng không? Nhân với C là 2 mũ 10 trừ 4 nhân với pi. Vậy là cái này nó sẽ là bằng 0,02, đúng không? Vậy đây nó ra là 50. Đúng chưa? Nó nhẩm được ngay mà. Ok, đáp án B. Đúng chưa? Câu này của chúng ta là B. Ok chưa? Tiếp theo, câu số 3, sắp xếp giá trị của vận tốc, đúng không? Theo thứ tự giảm dần trong các cái môi trường, đúng không? Hình như cho thầy xin các bạn 5 giây. Hình như cái cam của thầy nó hơi to đúng không? Thầy cho bé lại một chút nha để cho mọi người nhìn là được cái đề bài nó dễ dàng hơn. Được không nào? Để thầy cho bé lại một chút. Ok. Rồi, nó hơi to một chút. Rồi, thầy đã chỉnh lại cho nó to rồi. Tiếp. Nào, câu số 3, câu số 3. Sắp xếp giá trị vận tốc theo thứ tự giảm dần. Đúng không? Đó, thế thì chúng ta có là V rắn thì lớn hơn gì? Lớn hơn V lỏng và lớn hơn V khí. Đấy là đối với sóng cơ học, đúng không? Sóng cơ học và sóng âm, đúng chưa? Thì nó là như thế này. Vì vậy là đáp án của chúng ta, câu số 3 của mình là gì? Là C, rắn lỏng khí. Đúng chưa? Câu số 4, câu số 4 là một câu mà lừa tình một chút. Đúng không? Nào, câu số 4. Được chưa? Lại thằng thằng Cường Quốc Dân. Thử thách một buổi live không dùng máy tính à? Cũng được đấy, đúng không? Được, hôm nay mình không dùng máy tính, các bạn bấm máy tính cho mình nhá. Thầy ơi, bây giờ hệ thống hết kiến thức quan trọng. Có nghĩa là gì? Nhiều bạn bây giờ đang có cái suy nghĩ là gì? Hãy chờ đâu có một cái tài liệu, một cái bí kíp nào đấy, ông nào cũng tổng hợp lại hết để cho mình tự học. Đúng không? Thì có không? Có ông Tuấn Anh sẽ làm cho các bạn cái điều đó. Đúng chưa? Có ông Tuấn Anh sẽ làm cho các bạn cái điều đó. Và hôm nay thì là hôm nay không hiểu sao các bạn hỏi nó đúng dịp như thế này. Được chưa? Đấy, thì tiện đây có bạn đang hỏi thì thầy cũng nói luôn là sẽ có một cái rất là hay để tổng hợp cái kiến thức cho các bạn. Đó, có một cái rất là hay. Nhưng mà trước tiên là thầy cũng xin 5 giây để thầy ghim cái comment. Được chưa? Ghim comment, đây là khóa thực chiến phòng thi. Và sắp tới trong khóa thực chiến này, ngoài việc dạy thì thầy có một cái file gọi là file video ôn lại toàn bộ kiến thức. Cái file này thì như kiểu là các bạn xem phim ấy, sẽ có một chị rất xinh đẹp ở bên VTV đọc lại toàn bộ những kiến thức quan trọng mà thầy nốt ra cho mọi người. Mọi người nhớ nhá. Đó, và các bạn có thể nghe bất kỳ lúc nào, ôn lại toàn bộ lý thuyết bằng việc là có người đọc nhá, bằng việc là có người đọc, các bạn nhớ nhá. Đó, thì sắp tới thầy sẽ chuẩn bị cho các bạn cái đấy để các bạn ôn toàn bộ lý thuyết dạng audio, tất cả những dạng bài tập cơ bản nhất, khả năng thi xác suất cao nhất cũng có ở đó luôn. Đó, các bạn hiểu chưa nào? Đó, thì cái đó là xong trong khóa sắp tới thầy sẽ làm tặng cho mọi người nha. Được chưa? Được chưa? Ôn lại toàn bộ kiến thức đấy, có bạn hỏi thầy trả lời luôn là như vậy. Được chưa? Có một chị rất xinh, còn chị nào thầy còn chưa biết được. Đó, chị thầy phải xem là chị nào có kiến thức về mà vật lý nó cũng uyên thâm một tí. Đúng chưa? Thôi rồi, nay là không chụp concept để suy tư gì nữa cả. Được chưa? Các môn khác không biết, nhưng mà riêng môn vật lý là thầy sẽ làm như vậy. Được chưa? Đó. Sinh hay không quan trọng gì, chị đọc cho mình nghe rồi mà, giọng chị dễ nghe là được. Đó. Rồi, tiếp theo, câu số 4, hiện tượng sóng dừng thì chúng ta biết là khoảng cách giữa hai nút, hai cái nút liên tiếp, nếu mà người ta bảo là hai nút mà liên tiếp ấy thì nó sẽ cách nhau một lượng là lambda trên 2, nhưng mà đây người ta chỉ bảo là hai cái nút bất kỳ. Vậy thì nó sẽ là gì? K lambda trên 2, nó sẽ là một cái số nguyên của nửa bước sóng. Thế nên câu này đáp án của chúng ta, câu 4 đáp án là C. Đúng chưa? Câu 4 C.
Ok chưa? 4K có gì mà chụp hôm trước hơn 5K mà đúng không? Hôm nào kỷ lục thì mới chụp chứ. Đúng chưa? Tiếp theo câu số 5, chọn phát biểu sai, đúng không? Lý thuyết ở phần này thì cũng hơi khó, phải tư duy một chút. Đúng chưa? À, máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp dòng xoay chiều, chính xác. À, lõi sắt non được bố trí để giảm tác dụng dòng Foucault, cái này là sai, các bạn cần phải nhớ nhá. Cái dòng Foucault của chúng ta là như thế nào? Đó là gì? Thay vì dùng một cái khối kim loại to thì người ta sẽ xếp thành những cái tấm kim loại sát nhau để tránh sự xuất hiện dòng Foucault. Dòng Foucault là dòng xuất hiện khi mà một cái khối kim loại nó chuyển động trong từ trường. Được không? Và cái lõi sắt non đó được bố trí ở trong máy biến áp mục đích là để sử dụng cái tác dụng từ của nó chứ không phải là tác dụng để giảm cái dòng Foucault. Thế nên câu 5 sai của chúng ta là B. Nhá, câu 5 sai là B. Được chưa? Rồi, đấy câu 4 này biết ngay có thằng sai toang ngay là chọn đáp án B mà. Đúng không? Thầy sửa lại luôn. Được chưa? Tiếp theo, câu số 5 xong rồi này. Câu số 6. Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường. Thế nên là thầy biết là chúng mày làm sao? Nhiều thằng nó bảo là sao thầy nói nhiều thế? Đậu xanh, ông Ali Hoàng Thăng gì nó bảo thầy nói nhiều vậy. Thầy chữa đề chúng mày, thầy không nói nhiều thì làm sao mà thầy chữa được nhỉ? Được không? Các bạn lưu ý là vì lý thuyết mọi người rất yếu, thế nên là thầy sẽ gấp rút ra cái file audio đấy để cho mọi người nghe, ôn tập lại lý thuyết cho nó thật là chuẩn. Được chưa? Nào, câu số 4 này. Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường. Thì tia nào mà không bị lệch thì tia đó nó phải là tia không mang điện. À, không mang điện. Có nghĩa là tia nào là tia có bản chất là sóng điện tử. Đúng chưa? Là không mang điện. Vậy thì ở đây chúng ta thấy đáp án là gì? Là tia gamma, là tia x. Vậy câu này đáp án ta là C. Đúng chưa? Câu 6 đáp án C. Được chưa? Tiếp theo, câu số 7, mạch LC thì hoạt động dựa trên hiện tượng gì? À, thế thì chúng ta có hai cái mạch, đó là mạch RLC, các bạn nhớ nhé, mạch RLC ở chương chương số 3 thì là hiện tượng cảm ứng điện tử. Đúng chưa? Còn cái mạch LC thì nó hoạt động dựa trên cái hiện tượng tự cảm. Được không nào? Đáp án câu 7 của mình là D. Được chưa? Rồi, câu 7 đáp án là D. Tiếp theo, câu số 8. Chọn phát biểu sai là chọn phát biểu sai này. Được không? Câu số 8. Nào. Câu số 8 này, nhìn từng đáp án này. A này, tầng điện ly thì hấp thụ sóng ngắn rất là mạnh. Đúng không? Cái này thì không biết là mọi người có nhớ hay không. Đúng không? Có mọi người có nhớ không? Đúng chưa? À, không biết là câu này mọi người có nhớ không, nhưng câu này thì là sai luôn. Đúng không? Bởi vì sao? À, cái tầng điện ly mà hấp thụ ấy, thì thầy nhắc lại là tầng điện ly nhá, nhắc lại. Không biết là mọi người có nhớ không. Thì nó như sau. À, đầu tiên là có một thằng nó xuyên qua được. Thằng nào xuyên qua là sóng cực ngắn nha, cực ngắn thầy viết tắt, cố mà nhìn. Đúng không? Thằng nào bị phản xạ? Phản xạ là sóng ngắn. Đó. Còn hấp thụ thì sao? Hấp thụ thì là sóng gì? Sóng trung. Nha. Thì ở đây nó bảo là hấp thụ là sóng sóng ngắn. Vậy là sai rồi. Đúng không? Sóng ngắn thì nó phải gì? Nó phải phản xạ cơ. Vậy câu này là sai luôn. Đúng không? Rồi, câu số 8 đáp án của chúng ta là A. Đúng chưa? Tiếp theo, câu số 9. Câu số 9 thì siêu dễ rồi, đúng không? À, người ta yêu cầu so sánh công thoát. Và chúng ta biết là công thoát thì như nào các em nhỉ? Epsilon của chúng ta thì tính bằng công thức nào? Epsilon thì được tính bằng cái biểu thức nào? Epsilon bằng HC trên lambda. Đúng chưa? HC trên lambda. Và đây là, xin lỗi, đây nó không phải Epsilon mà nó là A, nó như nhau thôi. Đúng không? Vậy chúng ta thấy là gì? Bố nào mà có lambda nhỏ thì bố đó có A lớn thôi. Vậy ở đây thứ tự của chúng ta là 1, 2, 3. Đúng chưa? A1 lambda bé nhất thì A nó lớn nhất. Đúng chưa nào? Và ngược lại. Vì vậy đây câu số 9 của chúng ta đáp án ta là B. Ok chưa? Câu 9 đáp án B. Tiếp theo nha, xong 9 câu đầu tiên. Link đề thì thi thử rồi. Con hỏi link thì thầy trả lời làm sao? Được chưa? Bạn nào đăng ký thi thì có link. Được không? Rồi. Em sẽ ngồi xem thầy chưa đến 32 rồi em đi lấy chồng. Đừng nha, hôm nay sẽ rất nhiều cái hay đấy, đừng có đi lấy chồng sớm. Nhiều thằng nhiều đứa đã vội đi lấy chồng rồi, sao em nỡ vội lấy chồng vậy. Câu số 10 của chúng ta. Nào, câu số 10. Ok, 4.600 bạn đang xem rồi, cảm ơn mọi người. Bạn nào đang xem có thể share livestream giúp thầy nhá. Được chưa? Rồi, ok. Nào, tiếp theo câu số 10. Người ta là chọn phương án đúng, quang phổ liên tục, đúng không? Quang phổ liên tục của vật là cái gì? Đúng chưa? Điểm thì có rồi nha, lát là like xong thầy sẽ đăng nhá. Câu 10 đáp án gì? À đúng rồi, quang phổ liên tục thì nó chỉ phụ thuộc vào gì? Vào nhiệt độ thôi. Đúng không? Nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ thôi. Có nghĩa là như sau. Có nghĩa là hai vật mà thầy nung đến cùng nhiệt độ thì không quan tâm đến là vật gì, nó sẽ quang phổ như nhau. Ok chưa? 10C. Câu số 11. Một nguồn ô có công suất là P
và phát sóng hình cầu, đây là sóng âm này, và cường độ âm tại điểm A, đúng không, cách nguồn một cái đoạn là 3 mét. Thế bây giờ tính kiểu gì các em nhỉ, tính kiểu gì nhỉ? Thôi đây thầy biết là mọi người làm được rồi, nhưng mà vì câu này dễ nên thầy cứ chữa đi, đúng không? Y của chúng ta thì được tính là bằng P chia cho 4pi R bình phương, đúng không các em? Và đây chúng ta nhẹ nhàng chúng ta thay số và chúng ta tính thôi nhá. P là 0,6 này chia cho 4pi R bình là bao nhiêu? R là bằng 3 bình phương, đúng không? Lấy máy tính mình bấm cái này, được chưa? 0,6. Cái này mà không lấy máy tính thì bấm làm sao? Nhân với lại pi, đúng không? Nhân với 9, đúng không? 3 bình là 9. Vậy là 5,3 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy đáp án câu này của chúng ta là A, 11A, đúng chưa? Rồi, Hằng Toàn đúng rồi, Đình Duy đúng rồi. Ok, tiếp theo. Nhầm sao được câu này, mấy cái thằng này. Nhầm sao là mấy cái câu đấy. Tiếp theo, câu số 12. Câu số 12, được chưa? Câu 12 là câu lý thuyết, nó cũng khá là dễ rồi, nhìn nha. Trong thí nghiệm ra, các bạn thấy là nếu mà các bạn để ý thầy thì từ đầu đến giờ khi mà thầy livestream chữa được các bạn, thầy luôn có thói quen là thầy khoanh và gạch chân, đúng không? Giai đoạn này nếu mà bạn nào làm đề mà vẫn sai, vẫn lỗi thì các bạn có thể tập cái thói quen đấy của thầy, được chưa? Đó, đây, ví dụ hai nguồn này cùng biên độ, cùng tần số, cùng pha, đến những sự kiện quan trọng mình gạch vào để mình không bị thiếu sự kiện, được không? Nào bên ta xem những cái điều đúng nha. Tại những điểm hiệu đường đi càng lớn thì biên độ càng lớn, sai rồi, đúng không? Hiệu đường đi nhỏ thì biên độ là càng lớn, cũng sai. Tại những điểm mà có hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn bằng không, hiệu đường đi bằng không thì nó chính là cái dãy trung trực, đúng không? Và trung trực thì là dãy cực đại, bởi vì hai nguồn của mình là cùng pha, đúng không các em? Đúng chưa? Vậy là câu này đáp án ta là C. Đây người ta đang nói đến cái dãy là K bằng không, đúng chưa? Nhiều bạn bảo là làm trên máy tính thì không gạch được. Ok, được không? Nhưng mà đấy thầy nhắc là nếu mà làm đề nhá thì có thể tập cái thói quen đấy của thầy. Đó, thói quen đấy rất là tốt. Thế nên là thầy mới hay nhẩm sai đấy, đúng không? Nên thầy không biết thói quen đấy tốt hay không, nhưng mà rồi đấy là thói quen cũng thầy nghĩ là sẽ tốt, đúng chưa? Nhưng mà thầy khoanh thì thầy thấy là từng còn bị nhẩm sai. Câu 13, tần số dao động điện từ tự do của mạch LC có điện trở thuần không đáng kể, có nghĩa là tính F thôi, F thì bằng 1/2pi căn LC, mới khỏi nghĩ luôn. Câu này đáp án D, đúng chưa? Câu số 13 đáp án D. Câu số 14, sóng điện từ truyền từ trong chân không có tần số là 10 MHz thì thuộc cái vùng sóng nào, đúng không? Đấy, hôm nay là ôn lại rất nhiều lý thuyết đấy, đúng không? Bài tập nhưng cũng liên quan đến lý thuyết, đúng không? Thế nên hôm nay mà sai nhiều thì là tốt, sai cái nào thì quay lại ôn luôn, đúng không? Nào, mình tính cái gì? Mình tính cái gì đây? Bây giờ mình đi tính lambda. Lambda là bằng gì? Lambda thì bằng C trên cho M, đúng không? 3 x 10 mũ 8 chia cho F là 10 x 10 mũ 6. Thầy nhẩm được ngay 30, đúng không? Mà chúng ta biết là gì? Nằm trong khoảng từ 100 cho tới 10 thì ông này là sóng gì? Sóng ngắn, đúng không? Có nhớ không? 100 đến 10 là sóng ngắn. Vậy câu 14 đáp án ta là C, chuẩn chưa? Cái này thì nhắc lại quá nhiều rồi, 14C. Câu số 15, câu 15 cũng là câu lý thuyết hay đây này. Một con lắc đơn, một con lắc lò xo có chu kỳ giống nhau và đặt tại mặt đất, đúng không? Biết chiều dài dây treo và độ cứng lò xo, khối lượng, các thông số đều không đổi hết. Và bây giờ người ta đưa hai con lắc này lên cao thì điều gì xảy ra? Thế thì các bạn phải nhớ là gì? Cái con lắc của chúng ta là cái con lắc lò xo ấy. Đó, lò xo thì T là bằng, đây, tình là gì? Tựa mây khói, có nhớ không? Tựa mây khói này, tình là gì này, đúng không? Đúng không? Bây giờ hai cái này đang bằng nhau, đúng không? Đang bằng nhau. Bây giờ người ta làm sao? Người ta đưa lên cao. Thì khi đưa lên cao thì chúng ta thấy hiển nhiên là vật đưa lên cao thì M vẫn thế, K vẫn thế. Vậy là cái T của cái thằng lò xo, đúng không? Thì nó không đổi, đúng chưa? Đó, không đổi, đúng chưa? Thế còn thằng này thì sao? Đưa lên cao thì chúng ta biết khi vật càng lên cao thì lực hút của trái đất nó càng yếu. Lực hút yếu thể hiện thông qua cái G này, nó giảm. G giảm này là T nó tăng, đúng chưa? Vậy là con lắc đơn, đúng không? Con lắc đơn thì viết tắt, con lắc đơn thì tăng, đúng chưa? Con lắc đơn thì tăng, con lắc lò xo thì không đổi. Vậy hiển nhiên là nếu so với chu kỳ của con lắc lò xo, con lắc đơn thì con lắc lò xo của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn. Câu 15 đáp án B, đúng chưa? Câu 15 đáp án B, chuẩn chưa các bạn ơi? Rồi, G giảm, G giảm thì T nó tăng, đúng chưa? Câu 15 đáp án B chứ, đúng chưa?
người ta đang so con lắc lò xo với con lắc đơn. Đó thì nó sẽ nhỏ hơn. Đúng không? Đấy sao nhiều bạn vẫn chọn A đây. Đây người ta đang bảo là gì? Thì chu kỳ con lắc lò xo so với chu kỳ con lắc đơn thì nó phải nhỏ hơn, lò xo nó nhỏ hơn. Đúng chưa? Rồi. Đúng chưa? Vậy câu 15 chú ý với thầy như vậy. Đó, nhiều ông là hiểu đấy, nhưng mà đến đây lại không biết chọn bố nào đúng, bố nào sai. Đúng chưa? Tiếp theo. Nào, câu số 16, nhận xét đúng về sóng âm. Đúng không? Nhận xét đúng về sóng âm. Chúng ta xem là cái câu này đáp án đúng như thế nào. Nào, sóng âm có truyền được trong môi trường là rắn lỏng khí chân không. Chân không đây là chết rồi. Đúng không? Trong không khí thì sóng âm của chúng ta nó là sóng ngang. Đúng không? À thì chúng ta cần phải nhớ là sóng ngang ấy, nó truyền ở trong chất rắn cộng với bề mặt thì viết tắt nhá, chất lỏng. Còn sóng dọc của chúng ta nó truyền ở đâu các bạn nhỉ? Rắn lỏng và khí. Đúng không? Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là gì? À trong không khí sóng âm sóng ngang, vậy là sai rồi, ngang là không có khí rồi. Đúng không? Trong chất lỏng sóng âm là sóng ngang, lỏng thì là bề mặt chất lỏng, nhưng đây nó là trong chất lỏng là sóng ngang thì cái này không đúng. Đúng không? Và cuối cùng đáp án là D. Trong kim loại thì sóng âm là sóng dọc và sóng ngang. Kim loại là chất rắn, vậy nó có thể cả dọc cả ngang. Vậy câu 16 đáp án là D. Ok chưa? Rồi, câu 16 đáp án D. Tiếp theo, câu số 17. À, một chất phóng xạ thì có chu kỳ bán dạ T. Sau bao lâu thì khối lượng chất bị phóng xạ gấp 3 lần khối lượng chất còn lại. Đúng không? Câu này thì siêu dễ. Đúng không? Nhiều bạn nhầm được luôn, nhưng mà thôi, thầy cứ tính ra, đúng không? Để mọi người có thể theo dõi. Ừ. Nào. Ở đây chúng ta có là gì? Khối lượng chất bị phóng xạ. À, khối lượng chất bị phóng xạ nó được ký hiệu là delta M. Đúng không? Delta M thì ở đây là bằng 3M. Thế mà chúng ta thấy là M cộng delta M thì là bằng M0. Vậy thầy dễ dàng thầy rút ra, đó là M thì bằng M0 chia cho 4. Đúng không? M0 chia 4 mà nó bằng M0 nhân 2 mũ trừ T trên T. Thế thì 4 này là bằng 4 này là bằng 1/4. Đúng không? Đây 4 này 1/4. Đây, có nghĩa là bằng 2 mũ trừ 2. 2 có nghĩa T của chúng ta là bằng 2T. Đáp án là B. Câu 17B. Đúng chưa? Câu này thì còn sai nữa thì không ngờ. Ừ. Thôi không, câu này thì thầy không cần phải tính. Nhưng mà câu này thì mà sai nữa thì quá buồn luôn nha. Được chưa? Câu đấy mà sai thì chỉ có tự trách mình thôi. Ừ. Ok chưa? Tiếp theo. Tiếp theo. À ở nhiều thằng đang kêu bảo là do não ngu chứ không phải là do não nó ngu, à não này nó hơi lác chứ không phải là em học ngu, đúng không? Thầy biết là chúng mày đều giỏi thông minh mà, đúng không? Rồi thế mới hiểu những cái lúc, thế bây giờ mọi người có thông minh thấu hiểu những cái lúc mà thầy livestream nhá, thầy vừa phải đọc comment, thầy vừa phải chữa, rồi thầy lại phải vừa nhầm mà nó sai thì chúng mày cảm thấy thế nào, đúng không? Rồi đấy, thế nên là từ nay thì chúng ta sẽ đồng cảm với nhau nhá. Ok, rồi câu 18. Từ thông. À bên người ta yêu cầu so sánh từ thông với E, đúng không? Thế thì câu này thì quá là dễ, chúng ta thấy là từ thông ấy thì nó vuông pha với E, cái này là mình biết thừa rồi. Và vì vuông pha thế nên công thức của nó có dạng là 18B. Câu này thì khỏi phải nghĩ. Đúng chưa? Câu 18B do hai cái đại lượng là phi và E mình nó vuông pha. Đúng chưa? Nhớ cái này nhá. Đúng chưa? Nó vuông pha thế nên nó như vậy. Câu số 19, được chưa? Nào, câu số 19. Một cái đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn nhỏ nhất. À, người ta hỏi là F min. Thế F thì bằng gì các em? F là bằng BIL nhân sin alpha. Trong đó alpha của chúng ta là góc hợp giữa cảm ứng từ B và cái sợi dây L của chúng ta. Đúng chưa? Thế bây giờ muốn nhỏ nhất, lực nhỏ nhất thì sin phải bằng gì? Sin phải bằng 0. Lực thì không âm được rồi. Đúng không? Sin alpha của mình là phải bằng 0. Sin alpha bằng 0, vậy thì alpha của mình nó bằng 0. Alpha bằng 0 hay có nghĩa B và L, có nghĩa là cảm ứng từ và sợi dây của chúng ta nó có phương là song song với nhau. Đúng chưa? Vậy câu 19 đáp án của mình là B. Được không nào? Xong 19 câu đầu. Thế anh em là cũng toang lắm, ra đi nhiều câu rồi. Đúng chưa? Tiếp. Đó. Câu số 20. Thế nên là năm nay đề thi có thì dễ thật, nhưng mà điểm cao hay không thì nó lại còn là câu chuyện của mọi người nữa. Đúng không? Nhiều thằng bảo là mưa điểm 10 còn lâu, đúng không? Đề ông Tuấn Anh này 2.800, 900, 3.000 thằng làm, có 10 đâu, đúng chưa? Nào, câu số 20,
Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, chiều từ bắc nam. Nhiều bố là bị mù phương hướng luôn. Đấy, nên là thầy phân tích lại nha. Mình có này, đây là bắc này. Đây là hướng bắc nha. Đúng không? Đây là hướng nam. Hôm vừa rồi trong khóa live mấy thằng đang bị ngáo cái này nên là thầy cho luôn câu như thế này. Xem là đã sẽ biết xác định các hướng chưa? Đông. Đúng chưa? Tây. Đúng chưa? Đây, hướng của mình đây nha. Nào bây giờ xem này, người ta xem là cái gì? Bây giờ người ta bảo là gì? À, một cái dây điện có chiều là từ bắc đến nam, đúng không? Dây của chúng ta có chiều bắc nam đây. Đúng chưa? Từ bắc nam. Đây là cái dây Y của mình. Nào, nếu dây chịu lực chiều hướng từ trên xuống, vậy là vuông góc hướng từ trên xuống. Thầy ký hiệu là cái dây vuông góc hướng trên xuống. Đây, viết thằng bên cạnh nó dễ nhìn, đúng không? Thì B có chiều như thế nào, đúng không? Thì người ta hỏi là B có chiều như thế nào. Thế thì quy tắc bàn tay trái của chúng ta ở đây thì đang livestream này thì thầy không thể đặt được cho các bạn, đúng không? Rất là khó đặt. Nhưng mà đây, nếu các bạn nhìn được thầy thì các bạn nhìn tay mình sẽ đặt như này, theo đúng cái chiều của tờ giấy nhá. Các bạn tưởng tượng đặt như này. Các bạn nhìn cam thì thấy nó lại bị ngược rồi, đúng không? Nhưng mà đây, có nghĩa là đây quy tắc bàn tay trái thì nhắc lại để mọi người nhìn nhá. Chiều từ cổ tay, ngón tay là chiều của Y, vậy là tay mình phải hướng như này. Sau đó ngón tay cái của mình là chiều của F, F là cắm đi vào trong. Ok chưa? Và B thì đi vào lòng bàn tay. Đúng chưa? Đó. B của chúng ta đi vào lòng bàn tay. Vậy thì đáp án câu này của mình là gì? Đậu xanh cái thằng Nguyễn Tiến Đăng, câu 19 ở lớp học thầy chữa là B nhá. Mày ngồi mày học thì mày bấm điện thoại, đúng không? Xong bây giờ lên đây nói linh ta anh tinh. Thằng Đăng này hôm sau mày, thầy phải cho mày ngồi ra xó lớp mới được. Nào, câu số 21, câu số 20. Thì như vậy là B của chúng ta nó sẽ có chiều như thế nào? B nó sẽ có chiều là như thế này. Đây là B. Đó, và đây là quy tắc là bàn tay trái các em nhá. Bàn tay trái, được không? Các bạn có thể thử đặt tay như này. Vậy là B của chúng ta nó có chiều từ đông sang tây. Và câu 20 thì đáp án ta là A nhá, 20A. Ok chưa? 20A, ngon chưa? Tiếp theo, rồi ok. Tiếp theo, hôm nay lại được 5.000 bạn rồi. Không biết là phá kỷ lục 5.200 không? À đâu, kỷ lục năm nay là 6K8 đúng không? Kỷ lục năm nay của mình là 6K8, đúng không? Hy vọng là 2K2 sẽ sớm phá được cái kỷ lục này, đúng không? Năm nay vừa lên khoảng 10.000 đi, đúng không? Nào, tiếp theo, câu số 22. Câu số 21, phát biểu nào sau đây là không đúng về thuyết Eric Long, đúng không? Câu này thì rất là dễ rồi. Đáp án chúng ta chọn là C. Mình biết là với việc vật mà nhiễm điện dương hay âm thì nó sẽ chỉ là cái sự di chuyển của các gì, các electron, đúng không? Đó, thằng nào mà nhiễm điện dương thì nó mất E, có nghĩa nó thiếu E, đúng không? Thằng nào mà nhiễm điện âm thì nó đang nhận E, có nghĩa nó thừa E, đúng không? Đấy, đúng như thầy nói. Vậy thì câu 21 đáp án là C. Đúng chưa? Tiếp theo, câu số 22. Xét nguyên tử hydro theo mẫu Bohr, cho biết bán kính Bohr và quỹ đạo dừng của thằng M. Thì mình có là K này, L, M, đúng không? K, L, M, vậy là M này là mức gì? N bằng mấy? N bằng 3, đúng không? N bằng 3 thì chúng ta sẽ có công thức quen thuộc là R, thì bằng R0 nhân N bình phương. Vậy nhân đôi N bằng 3, vậy là 9 nhân cái này, đúng không? 5,3 nhân 10 mũ trừ 11, đúng không? Nhân với lại 3 bình phương. Chuẩn chưa các em? 4,77 nhân 10 mũ trừ 10. Đáp án ta là B. Đúng chưa? 22 đáp án của chúng ta là B. Đúng chưa? 22B. Tiếp theo, câu số 23. Câu số 23 đề thì nó hơi dàn trải nhỉ, đúng không? Thầy đẩy lên đây cho mọi người nhìn nha. Câu 23 đề nó hơi dàn trải một chút, đúng không? Đây, các bạn nhìn này. Một cái vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng tần số. Đó. Dao động thành phần thứ hai thì có đồ thị dao động phù hợp đáp án nào để vật là không dao động. Đúng chưa? Có nghĩa đây nó cho x1 và bên nó hỏi x2 như nào để không dao động. Thế muốn vật không dao động thì chúng ta biết là x của mình bằng x1 cộng x2. Thế bây giờ muốn không dao động bằng 0 thì suy ra hai cái dao động này nó sẽ cùng gì? Cùng biên độ. Đúng không? Cùng biên độ. Và nó phải thế nào? Nó ngược pha. Để khi cộng vào thì nó sẽ bằng 0 hết. Đúng chưa? Thế nên câu 23 thì chúng ta thấy là ông này đây, đồ thị như thế này. Pha của ông này là pi, đúng không? Biên độ là 2, đúng không? Thì mình chọn ngay đáp án là B thôi, biên độ cũng là 2, đúng không? Xin lỗi, ông này pha là 0. Thì mình phải chọn một ông ngược pha. Ngược pha thì pha nó phải là pi. Ở đây thôi, vậy đáp án câu này của mình là B. Các bạn nhìn hai cái đồ thị này, đúng chưa? Đây nó sẽ là x bằng gì? X bằng 2 móc 0, còn ông này là 2 móc pi, đúng không?
Đó, đây là x2, đây là x1. Hai cái này cộng với nhau thì nó sẽ bằng 0, tương ứng với vật là không dao động. Đúng chưa? Đó, không dao động. Xong, câu 23 đáp án là B. Tiếp theo, mình sang câu 24, xem là câu 24 có cái gì hay ở đây. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g. À, chu kỳ dao động là bằng 1,27 và tính chiều dài. Đúng không? Câu này thì rất là dễ. Đúng không? Câu này thì dễ nhưng mà với thầy thì là cũng hơi toang đấy, bởi vì thầy bấm máy tính này rất là khó chịu luôn. Nào, mình có là T là bằng 1,27 là bằng 2pi nhân căn của L trên G, đúng không? L này chia G là 9,8. Vậy từ đây mình tính được L thôi. Đúng không? Từ đây mình tính được L. Đúng chưa? Nào, L nào thì mình xem đáp án là L của mình thì nó đây, nó là cái gì đây? Bấm máy tính thôi. Ồ, nhiều ông đang kêu gào câu số 20. Đúng không? Nào bình tĩnh là thầy sẽ nói cái câu số 20 xem là có sai không. Nhiều ông đang kêu gào câu 20 à? Ờ, đấy chờ tí nhá, xem câu 20 là có bị nhầm lẫn hay không. Câu này đáp án gì các bạn? Ờ, 24A. Đúng chưa? 24A. Ờ, rồi câu này là A. Nào bây giờ thầy xin các bạn 5 giây để quay lại cái câu 20. Nhiều ông đang kêu gào cái câu 20. Nào mọi người cùng xem lại câu số 20. Nào bây giờ ta sẽ cùng xem lại câu 20, xem có gì sai không nhá. Xem có gì sai câu 20 không? Câu 20 thì thấy là rất là chuẩn rồi nhá. Đó, 20 rất là chuẩn rồi, không hề có sai gì ở đây. Chỉ đơn giản là quy tắc bàn tay trái thôi. Được không? Đó, bạn nào mà chưa nắm được thì bình tĩnh xem lại quy tắc bàn tay trái. Thầy nhắc lại câu 20 nhá. Dây của chúng ta có chiều bắc nam, đây là cường độ dòng điện Y. Thì tay của chúng ta là phải đặt hướng bắc nam. Đúng chưa? Hướng bắc nam. Cái thứ hai là F của mình là hướng vào. Vậy ngón tay cái của mình là phải cắm vào đây. Các bạn đặt tay nó phải cắm vào đây. Được chưa? Thế thì B phải đi vào lòng bàn tay. Vậy thì đặt bàn tay trái vào thì nó sẽ có hướng như thế này thôi. Thì đây là hướng đông tây chứ còn gì. Câu này là không sai nha. Ok chưa? Nhiều ông ấy cứ kêu gào là sai. Được chưa? Rồi. Được chưa nào? Câu này xong chưa? Rất là chuẩn rồi. Ừ, khổ quá. Xong câu 20 nhá. Câu này không sai đâu. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Câu số 25. Câu số 25. Ừ. Câu số 25. Sóng truyền từ O tới M. Phương trình sóng tại O có dạng. Đây, phương trình sóng tại O. Đúng chưa? Đây có phương trình sóng tại O. Và đề bài yêu cầu là tốc độ sóng là V bằng 1 mét trên giây. Thì phương trình tại điểm M cách O một đoạn là 5. Thì cái này quá dễ, chúng ta chỉ cần tính cái gì thôi. Ờ. Ờ. Thầy nhắc lại là bạn nào mà câu 20 chưa hiểu thì bình tĩnh vẽ lại. Còn cái này thì chuẩn rồi nhá. Chúng ta sẽ không bàn câu 20 nữa. Chắc chắn là ừ. Ôi đậu xanh. Ờ, nhiều thằng đang gào là dấu cộng thì là đi ra, còn chấm là đi vào. Khổ quá. Rồi, đậu xanh mấy cái thằng này. Dấu chấm của mình này là đi vào hay đi ra? Đây, dấu chấm này là đi ra các ông nhá. Còn cái dấu x này này là nó đi vào. Các ông đặt tay kiểu gì vậy? Thế thì lo các ông chả kêu gào là nó ngược. Đúng chưa? Các ông còn nhầm cái này thì làm sao mà ngược. Được chưa? Ờ. Rồi, thôi, câu 20 thì xin phép là không bàn nữa. Câu này thì rất là chuẩn rồi. Ông nào mà không ra thì xin phép là xem lại kỹ phần lớp 11 nhá. Ok chưa? Tiếp theo, câu số 25 thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ tính được cái độ lệch pha. À, trước khi tính thì mình tính cái lambda. Lambda thì bằng gì? Lambda thì bằng V trên F. V là bằng 1 mét. Chia cho F ở đây là bằng 5. Đúng không? Ờ, bằng 5. 1 chia cho 5 vậy là 0,2. Vậy là bằng 20. Vậy chúng ta tính cái độ lệch pha delta phi thì bằng 2pi D chia cho lambda. D của mình là bằng 5cm. Còn cái này là 20. Vậy đây là 2pi nhân 5 chia cho 20. Vậy là bằng pi phần 2. Đúng không? Sóng truyền từ O tới M, vì vậy là chúng ta sẽ phải trừ đi. Và đáp án của chúng ta là D. Đúng chưa? Có phương trình O và muốn tìm M thì mình trừ đi. Đúng chưa? Rồi, đáp án câu số 25 của mình là D. Được chưa? Rất là dễ. Ừ. Tiếp theo, câu sang tiếp theo, câu số 26. Nào, câu số 26. Nào mọi người nhìn câu 26 tính nhanh này phát. Ờ, nói nhiều là đau họng quá.
Câu 26 này. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Y, đúng không? Chúng ta nhìn hai cái mốc này thì chúng ta thấy thôi. Đúng chưa? Từ đây đến đây chính là T trên mấy? T trên 2. Đúng không? Vậy là T của mình là bằng T trên 2 bằng 20, vậy T của mình là bằng 40 nhưng mà mili giây. Đúng không? 40 mili giây, vậy tính được F là bằng 1 trên cho T. Đúng không? Lấy máy tính chia phát thôi, không cần nghĩ ngợi. 1 phần bao nhiêu? 40 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng chưa? 25Hz đáp án D nhé. Được chưa? Câu này thì khỏi cãi rồi. Được chưa? Nào câu 27 lại cãi nhau mà xem. Nào, câu 27. Ờ nhiều thằng đang kêu đề mềm cái này. Đúng không? Ông Lê Hạnh, thằng Lê Hạnh nãy thi được mấy em mà kêu đề mềm. Thầy nói luôn là đề này là dễ, nhưng mà thầy nghĩ là được 10 thì không phải đơn giản. Nhá. Ừ. Nào, câu số 27 nào, mọi người xem là đáp án gì. Ừ đấy, thầy biết là chúng mày hay sai lý thuyết, thế nên thầy ra cái đề này rất nhiều lý thuyết là phải tư duy để cho chúng mày luyện tập, không nên lúc thi thật lý thuyết này sai nhiều thì đáng tiếc lắm, đúng không? Đó, còn cái audio mà để ôn toàn bộ lý thuyết bài tập cơ bản hôm sau thì sẽ gửi tặng mọi người nhá, trong khóa thực chiến ấy. Được chưa? Ông nào đăng ký thực chiến thì thầy đăng ký một comment này, đăng ký luôn, cày với thầy tháng cuối. 27 gì? Úi giời. Ờ không, tùy người thôi, đúng không? Ờ. Có người thấy đề dễ, có người thấy đề khó. 27 gì nhỉ? Hai bảy a đúng chưa? Đấy, cái ông Cao Ngọc Quý đang bảo là sóng truyền từ ôn mờ thì phải cộng cái này, xem lại đấy nhá, thì chờ nhá. Câu này là gì? 27 đáp án ta là a, được chưa? Lừa tí thôi. Đây, hai cái dao động ta là cùng tần số nhưng mà ngược pha nhá. Ngược pha là sao? Đây là S1 và đây là S2, đúng không? Thì khi ngược pha thì những cái đường cực tiểu của chúng ta, à đường trung trực của mình là cực tiểu. Đó, bình thường mình vẽ nha, bình thường mình vẽ những cái đường này là cực đại, nhưng mà nếu ngược pha thì những cái đường này nó lại biến thành cực tiểu, các ông hiểu không? Thế thì ở giữa này mình có một cực tiểu, hai bên thì số cực tiểu là bằng nhau, đúng không? Đó, thế nên là hai bên bằng nhau, vậy là x2 lên mà cộng 1 thì kiểu gì trở ra số lẻ, đúng chưa? Thế nên câu 27 đáp án ta là A, có cái gì phải nghĩ đâu, được chưa? Rồi, tiếp theo, câu số 28. À, câu số 28 là phần gì, dao động gì? Dao động cưỡng bức. Một người xách xô nước đi trên đường, mỗi bước là dài 50cm và tần số dao động riêng là 2Hz, và người ta nói là vận tốc không có lợi. Vận tốc không có lợi chính là cái vận tốc để xảy ra cộng hưởng. Cộng hưởng thì dao động biên độ mạnh thì nước nó sẽ đổ, đúng chưa? Thế thì ở đây chúng ta phải lưu ý là chúng ta tính được V thôi. V chính là bằng gì? V chính là bằng quãng đường đi được là 50 này này, đúng chưa? Trên một bước mà chia cho T, đúng không? T của chúng ta F là bằng 2Hz, vậy T là bằng 1/2. Vậy cái này nó bằng 100. Vậy đáp án ta là 1 mét trên giây, đáp án B. Đây chính là cái vận tốc để xảy ra cộng hưởng. Được chưa? Câu 28 đáp án của chúng ta là B. Tiếp theo câu 29. Câu 29 thì cũng là câu dễ, có cái gì đâu. Đúng chưa? Câu 29 thì quá dễ đây. À, chúng ta có cái phương trình như thế này. Chúng ta nhìn hai cái bố x1 x2 đã. Đó, pha nó mà bất kỳ thì là chết luôn đấy, đúng không? Đây là vuông pha. Tại sao một bố cốt, một bố sin? Vậy thầy thấy là x1 thì nó vuông pha với x2. X1 vuông pha với x2, vậy thì thầy suy ra công thức độc lập là x1 bình chia cho a1 bình cộng với x2 bình chia cho a2 bình phương thì nó bằng 1. Vậy là thầy so sánh với cái phương trình này, phương trình này thầy sẽ biến thành là x1 bình 16 thầy chia cho 1296, đúng không? 16 chia cho 1296 thì là bằng 81, vậy đây là phần 9 bình phương, đúng không? Cộng với x2 bình chia cho cái kia là 36, đúng không? 36, vậy là chia cho 6 bình phương thì nó bằng 1. Mình so sánh hai phương trình này thì mình nhận định được ngay đó là biên độ A1 của mình là bằng 9 và A2 là bằng mấy các em? A2 là bằng 6. Đề bài thì cho V max của vật thứ nhất, có nghĩa V1 max là bằng omega A1 thì là bằng bao nhiêu? 12. Vậy mình rút ra omega là bằng 12/9. Đúng không? Đề bài yêu cầu tốc độ cực đại vật 2 V2 max. Các bạn lưu ý hai vật này thì có cùng gì? Có cùng omega. Vì vậy là omega ở trên thầy B xuống thôi là 12/9 nhân với A2 là 6, vậy thì cái này nó sẽ bằng 8. Đúng không? Nó bằng 8. Và đáp án của chúng ta nó là gì? Là B. Ok chưa? Câu này thì quá dễ luôn.
Đúng chưa? Chuẩn chưa? Rồi, câu này thì khỏi nghĩ ngợi rồi, đúng chưa? Khỏi nghĩ ngợi, câu 29 đáp án của chúng ta là B. Rất là đơn giản, đúng chưa? Rồi. Tiếp theo, câu số 30. 30 thì dễ nhá. Đúng không? Đúng chưa? Thầy nghĩ ra những cái câu gọi là dễ nhất để cho các bạn làm rồi. Nào, trong thí nghiệm về sóng rừng trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m. Đúng không? Hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định thì còn hai điểm khác cũng không dao động. Vậy là tổng chúng ta thấy là 4 điểm cố định. Đúng không? 4 điểm cố định, vậy tương ứng là chúng ta sẽ có 4 nút. Đúng không? 4 nút. 4 nút vậy tương ứng là gì? Chúng ta có 3 bó, phải tư duy như vậy. Và suy K là bằng gì? K bằng 3. K chúng ta luôn là số bó nhá. Đúng không? Thì đây mình thay vào thôi. Là gì? Là hai đầu cố định, vậy là L là bằng gì? K nhân lambda chia cho 2. Thay vào. L là mấy? L là 1,2. Thì bằng K là 3 nhân lambda phần 2. Vậy từ đây mình tính được cái lambda thôi. 1,2 nhân 2 là 2,4, 2,4 chia 3, vậy đây 0,8. Đúng chưa? Lambda bằng 0,8 m. Đúng chưa? Lambda bằng 0,8 m. Tiếp theo, đó là gì? À, khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp dây duỗi thẳng. Các bạn lưu ý là 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng thì tương ứng là T trên 2. Vậy bây giờ nó cho 3 lần thì các bạn phải tưởng tượng là 3 lần thì nó sẽ tương ứng với gì? 2 cái khoảng thời gian, đúng không? 2 khoảng, vậy sẽ bằng là gì? 2 nhân T trên 2 là bằng 0,1 giây. Hay có nghĩa chu kỳ T của mình là bằng 0,1 luôn, đúng không? T bằng 0,1 và lambda bằng 0,8, vậy thì mình tính được V thôi, là bằng lambda trên cho T, vậy nó bằng 8m trên giây, đúng không? Đáp án câu số 30 của mình là A. Ok chưa? Rồi, đáp án là A. Nhiều thằng là không đọc chữ 3 đâu, vì cứ quen mà, 2 lần mà, đúng chưa? Lại chọn là 2 lần liên tiếp, đúng không? Thầy biết là nhiều thằng quên, đúng không? Thế nên là thầy sửa thành 3, đúng chưa? Toàn ngay. Tiếp nhá. Câu 31. Câu 31 thì siêu dễ, đúng không? 31 thì người ta cho ta một cái đồ thị, đúng không? À, đồ thị này là đồ thị, lưu ý là đồ thị là mạch của chúng ta là mạch chỉ có L thôi. Khi mạch chỉ có L thì chúng ta biết là U thì nó vuông pha với Y, đúng không? Mà U mà vuông pha với Y thì mình công thức là Y bình chia cho Y không bình cộng U bình chia cho U không bình của mình là bằng 1. Thế bây giờ mình nhìn đồ thị, đâu cái điểm này đầu tiên, Y bằng bao nhiêu? Y bằng trừ 1 thì U của mình là trừ 50 căn 3. Vậy vứt vào đây thầy sẽ được cái phương trình là gì? Trừ 1 bình phương chia cho Y không bình cộng với trừ 50 căn 3 bình phương chia cho U không bình là bằng 1, đúng không? Phương trình số 2 của mình ở đây là cái điểm này, đúng không? Y bằng căn 3, đúng không? Bình phương chia cho Y không bình cộng bao nhiêu? 50 bình phương chia cho U không bình thì bằng 1. Phương trình này thì mình chả cần tính, mình nhẩm được ngay, đúng không? Đây là 1, đây là căn 3, vậy thì Y không chắc chắn là bằng 2 rồi. Còn U không thì chắc chắn là 50 căn 3 với 50 thì đây U không chắc chắn là 100 rồi. Vậy thì mình tính được ZL là bằng U không trên chỗ Y không. 100 trên cho 2 thì nó là bằng 50. Đáp án câu này là B. Đúng chưa? Câu này thì quá đơn giản. Ok. Không, cái công thức độc lập này thầy nhẩm có bao sai đâu. Chúng mày thấy thầy nhẩm công thức độc lập có bao sai không? Ờ, đúng chưa? Cái này thì quá dễ rồi. 1 với căn 3 này thì mình nhẩm luôn, đúng không? Cái này thì dễ rồi. Ờ, tôi chỉ nhẩm sai những câu gọi là nó lạ lạ thôi, chứ còn công thức độc lập thầy nhẩm nữa bờ sai đâu. Ok chưa? Câu 31B nhá. Thầy nhẩm theo quy luật nào thế? Quy luật rất là dễ thôi. Đây là 1 với căn 3, các bạn thử Pythagore xem, 1 bình cộng với 3 bình xem, đúng không? Thì nó chả là bằng 4 à? 4 thì đây chả bằng 2 à? 50 bình cộng 50 căn 3 bình thì nó chả là 100 à? Đúng chưa? Ờ, à, ok. Nào xong câu 31. Tiếp theo câu 32. Câu 32 chú ý một chút nhá, không là bị sai câu 32 là đáng tiếc này. Câu 32 chú ý một chút cho thầy. Rồi, đi thi thì không nên nhẩm. Đợi xanh cái thằng Nguyên Trần này. 6 bình chia 6 bằng 1. Làm gì có ai tính 6 bình chia 6 bằng 1 bao giờ đâu, đúng không? Chắc là nếu mà ai mà tính 6 bình chia 6 bằng 1, thầy đoán là người ta đang trêu đùa các em thôi, chứ làm gì có ai nhẩm sai như vậy, đúng chưa? Rồi, tiếp theo. Một cái mạch dao động LC lý tưởng, cuộn cảm thuần độ tự cảm L, đúng không? Và tụ điện điện dung C trong mạch đang dao động điện từ tự do, đây phương trình Y,
đúng không? Rồi thế thì bây giờ chúng ta thấy là omega của ta là bằng bao nhiêu? Omega là 2000. Mà omega là bằng 1 chia cho căn LC. Đúng không? L thì nó cho đây rồi. 50 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không? Nhân với ông C ở đây. Vậy từ đây tính được C nhá. Đúng không? Lấy máy tính bấm phát xem bao nhiêu nào. 2000. Đúng không? Nhân với bao nhiêu? À 2000 mũ 2. Nhân với 50 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không? Rồi, ông này bao nhiêu? 5 nhân 10 mũ trừ 6. Đúng không? Tiếp. Tiếp. Nào. À, chúng ta sẽ tính được U. Tại bởi vì người ta đang yêu cầu là tính hiệu điện thế mà. Vậy thì thầy sẽ đi tính U0. Đúng không? U0 thì cái công thức quen thuộc của mình, thầy nhắc lại là Y0 thì bằng U0 nhân căn của C chia L. Đúng không? Vậy là U0 thì sẽ bằng Y0 nhân căn của L trên C. Y0 là bằng 0,12 nhân căn. L bằng bao nhiêu? L đây, 50 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho bao nhiêu? 5 nhân 10 mũ trừ 6. Vậy cái này bao nhiêu? Thôi cái này thì mình bấm máy tính nhẩm làm cái gì cho nó nhức đầu. Đúng không? Phân số á, 5 nhân 10 mũ trừ 6. Đúng chưa? Căn phát đây. Nhân 0,12. Đúng không? 12 V. Đúng chưa? Đến đây mình lại công thức độc lập thôi. Đúng không? Vuông pha. Đúng không? IU vuông pha, vậy mình có là Y bình trên Y không bình cộng U bình chia cho U không bình là bằng 1. Thế mà cái Y thì người ta bảo là bằng một nửa cái cường độ hiệu dụng, lưu ý nha. Y bằng một nửa hiệu dụng, vậy là bằng Y không chia cho 2 căn 2. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hiệu dụng của mình là Y không chia căn 2 mà. Vậy một nửa hiệu dụng chia thêm 2 nữa. Vậy Y mà chia cho Y không, Y chia cho Y không thì bằng 1 phần 2 căn 2. Đúng không? Bình cộng U bình chia U không là bằng 12 bình phương thì bằng 1. Vậy từ đây mình tính được U. Đúng chưa? Từ đây mình tính U. Có 32 đáp án D à? 3 căn 14 à? Ok. Đó, cảm ơn bạn là Huỳnh Chiến Ngọc. Đúng chưa? Ừ. Ok chưa? Đáp án là D. Nhiều thằng là lấy bằng một nửa Y không. Nhiều thằng lấy bằng một nửa Y không, chết ngay, đúng không? Thầy tỉnh lắm, thầy lừa ngay. Một nửa hiệu dụng. Ok chưa? Đấy. Ok, xong câu 32 nhá. Đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Nào. Câu 33. 33 thì lại là câu siêu dễ rồi. Đúng không? Trên đời này không có cái câu nào mà dễ được như cái câu 33. Đúng không? Nào, bây giờ nhá. Bây giờ này, người ta bảo là góc alpha lớn nhất mà tia sáng không thể ló sang được cái môi trường không khí. Đúng không? Có nghĩa là không thể ló sang, có nghĩa là lúc này xảy ra hiện tượng là phản xạ toàn phần. Mà phản xạ toàn phần thì mình có là sin y giới hạn thì là bằng n2 chia cho n1. Đúng không? N2 chia n1. Thế y bằng bao nhiêu? Đây các bạn phải hiểu góc y của mình đây này. Đúng không? Góc y mà alpha đây. Đó, người ta bảo là alpha lớn nhất là 42,67. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy là gì? 90 trừ 42,67. Đúng chưa? Đó, thì hôm nay là bằng bao nhiêu? 47,33. Vậy cái này sẽ bằng sin của 47,33. Đúng chưa? Đó, 47,33. Thế mình bấm sin thôi. Sin của bao nhiêu? 47,33. Xem nó có đẹp không? Đang để độ. Ôi, cái này xấu quá. Thôi cứ để nguyên đây đi. Đúng không? Cứ để nguyên đây đi. Nào, tiếp theo. Người ta bảo là tìm góc tới. Thế bây giờ các bạn nhìn đây là góc Y nha. Còn đây là góc R. Đề bài thì cho alpha cộng beta bằng 90 độ. Thế mà Y cộng R, đúng không? Cộng alpha cộng beta thì là bằng 180 độ. Đúng không? Góc này cộng góc này cộng góc này cộng góc này mà. Vuông tất 180 độ. Mà ông này là bằng 90 rồi. Vậy thì mình rút ra là góc Y cộng R là bằng 90 độ. Đó, định luật khúc xạ ánh sáng của mình là gì? N1 nhân sin y thì bằng N2 nhân sin của R. Đúng không? Vì tổng bằng 90 thế nên sin R thầy sẽ biến nó thành là N2 nhân cos của gì? Cos của y. Vậy thì chuyển vế thằng này với thằng này thì chuyển vế sang bên kia. Thầy sẽ được là sin y chia cos y thì là bằng tan y. Đúng không? Sin y nha, chia cos y nha là bằng tan y. Thì bằng gì? N2 chia N1. Đúng không? N2 chia N1 thì lại bằng sin của cái gì đây? 47,33 này này. Đúng không? Vậy là mình tính được cái góc y thôi. Quá là dễ luôn.
Ok chưa? Nào, bấm phát xem như thế này. Đúng không? Ship time. Đúng chưa? 36,3259. Vậy là 36,33. Đáp án câu này là đây. Đúng không? Cái này là biến đổi tí thôi. Ừ. Cái gì? Câu 33 sao vuông vậy? Cái gì đây? Để cho là vuông đây em. Ừ. Nào. Sao? Câu số 33 đáp án là D. Ôi đậu xanh, ông Nguyễn Quang Huy là ý nghĩa quan trọng nhất trong phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 là gì? Khoái quá nhở. À, ông Tiến đang hỏi câu số 32 sao vuông, hỏi câu đấy thì chứng tỏ là em đang bỏ cái chương là chương LC rồi. Em nên học lại đi nhá. Câu 34. Nào, câu 34. Rồi, năm nay thì ba chương đầu khó thôi, chúng mày được bỏ 4 chương cuối khó đấy nhá. Ừ. Được chưa? Nào. Bây giờ câu này mình tính kiểu gì? À, câu này mình tính kiểu gì đây? Ờ, trong thí nghiệm giao thoa người ta chiếu hai cái tia sáng là lambda và lambda phẩy. Được không? Rồi, lambda lambda phẩy. Thì bây giờ thầy sẽ tính được cái gọi là lambda chung. Lambda chung thì kiểu lambda không. Nó bằng bội chung nhỏ nhất của lambda và lambda phẩy. Được không? Thì nó bằng bao nhiêu? Thế thì ông này là 0,6 mà ông 0,4. Vậy thầy nhân 10 của hai ông lên. Đúng không? Bấm LCM này này. Các bạn biết bấm này không? Đây. Đúng chưa? 0,6 thì nhân 10 lên là 6. Đúng không? Phải đâu nhỉ? Đây. 0,4 thì nhân 10 lên là 4. Vậy là bằng 1,12. 12 thầy lại chia ngược lại cho 10. Vậy thì có nghĩa bội chung nó là 1,2. Đúng không? 1,2 micromet. Đó. Thế đề bài thì yêu cầu cái gì đây? À, trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của lambda. Nào bên mình xem là bậc 7 của lambda thì nó là bao nhiêu nhá. Đúng không? Mình chia tọa độ đi. Vậy đây là 7 nhân với gì? Lambda là 0,6. Vậy đây sẽ là -7 nhân với 0,6. Đúng không? Cách đếm phần giao thoa ánh sáng thầy dạy mọi người rồi. Được chưa? Thế bây giờ người ta yêu cầu là có bao nhiêu vân sáng trùng, vậy thầy chia cho 1,2 thôi. Thì chia cho 1,2 là cái vân trùng. Được không? Vậy là 7 nhân với lại 0,6 và chia cho 1,2. Đúng chưa? À, ông đây là đây sẽ là bằng 3,5 cái lambda không. Và đây là -3,5 lambda không. Vậy thì số vân sáng trùng của chúng ta nó sẽ chạy từ đầu này đến cái đầu này thôi. Vậy nó sẽ chạy từ bao nhiêu? -3 đến gì? Đến 3. Vậy tổng là chúng ta sẽ có 7 nghiệm ở đây. Và đáp án 34 là A. Đúng chưa? Rồi, Xuân Hoa đúng rồi, Minh Quang, Quang Thái đúng rồi. Đúng chưa? À, vậy có nghĩa là nhiều khi chúng ta không làm được nhưng mà ngoài kia cả nước lại làm được. Đúng chưa? Câu 34 đáp án A. Ok, rất đơn giản. Rồi, Khánh Linh, Đinh Ngọc Sơn, đúng rồi. Rồi, mình sang cái mặt cuối cùng. Đúng chưa? Rồi, mặt này cũng có rất là nhiều câu mà dễ thôi. Đúng không? Mình cũng làm đơn giản thôi. Đấy. Câu 35. Câu 35 này thì thầy chữa nhiều quá rồi. Đúng không? Đó. Mọi người đừng quên là chủ nhật tuần này thầy sẽ dạy phần truyền tải điện năng. Đúng không? Phương pháp chuyển hóa số liệu, mũ cột các kiểu là trong vận dụng cao của khóa Lite. Được chưa? Thì khóa Lite đã không đăng ký được, nhưng mà nó sẽ được tặng khi các em đăng ký khóa thực chiến. Đúng chưa? Nào bây giờ mình tính kiểu gì đây? 35 à? Ê, trời ơi! 35 đáp án gì nhỉ? Rồi, đây câu 35 nha. Chúng ta có nơi truyền này, đúng không? À, hao phí này. Và nơi tiêu thụ này. Đúng không? Bây giờ mình xem là cái điều gì đây. Bây giờ ban đầu nhá. Ban đầu thì cái hiệu suất truyền tải đây là 90% nhá. 90%, vậy đây là 100. Thì đây là 10. Đây là 90. Ok chưa? Người ta bảo là lúc sau ấy, cái hiệu suất truyền tải là tăng thêm A%. Có nghĩa là Ô này tăng. Vậy muốn cái thằng này tăng, đúng không? Mà người ta lại giữ gì? À, điện áp là U không đổi. Không đổi. Vậy thì chỉ có cách là cái P của chúng ta nó phải tăng lên thôi. Đó. Thầy không biết là P tăng bao nhiêu thì thầy giả sử nó tăng N lần đi. Đúng không? P tăng N lần. Các bạn cần phải nhớ delta P nó là cái gì? Delta P là P bình chia cho U bình cos bình phi nhân R. Thế bây giờ nha, U thì không đổi. Cos phi với R thì luôn là hằng số rồi. Đúng không? Vậy là P của chúng ta nó tỷ lệ với P bình phương. Thấy chưa? Delta P tỷ lệ P bình. P của chúng ta từ đây đến đây các bạn thấy là nó tăng N lần.
đúng không? Thế nên delta p mình nó sẽ tăng n bình phương lần, đúng chưa? Rồi thì ở đây thì bằng bao nhiêu? Hiệu suất lúc này là bằng 88,86. Vậy đây nó sẽ bằng n nhân với lại 100 nhân với lại 88,86%, đúng không? Hay có nghĩa là bằng gì? 88,86n, đúng không? Thế giải cái phương trình đơn giản đấy thôi. Giải phương trình đơn giản này thì có nghĩa là gì? N nhân 100, đúng không? Thì phải bằng 10 nhân n bình, đúng chưa? Cộng với gì? 88,86n, đúng chưa? Thì phương trình này mình sẽ tính được n thôi, đúng không? Phương trình này xem là n bằng mấy nhé? 100 này, đúng không? Đây là 100 chia cho n rồi mà, đúng không? Vậy trừ 88,86 chia cho 10, ok, vậy là bằng 1,144, đúng chưa? Đó, có thằng này rồi. Vậy thì thầy thấy là cái thằng P phẩy lúc này, đúng không? P phẩy lúc này là 88,86, đúng không? 88,86, đúng không? Nhân n, nhân n. Vậy đây là bằng 98,99. Đó, bây giờ các bạn nhìn nhá. Ban đầu thì là 90, lúc sau thì xuống là 98,99. Vậy có nghĩa là P phẩy ấy thì nó tăng, đúng không? Nó tăng thêm là 8,99, đúng không? Thầy lấy 4 này trừ 4 này, 8,99. Và 8,99 này thì sẽ tương ứng với bao nhiêu phần trăm của 90? Mình lấy đây, cái này trừ 90, đúng chưa? Rồi lại chia cho 90. Vậy là nó tăng thêm bao nhiêu? Nó tăng thêm 9,98, đúng không? Vậy nó sẽ tăng, cái lượng này nó sẽ tương ứng với 9,98%. Vậy là cái chỉ số A ở đây nó xấp xỉ là 10%. Đáp án là C. Rất đơn giản, đúng chưa? Rồi, câu số 35, đáp án của chúng ta là C. Được chưa nào? Tiếp theo câu 36. Sao lại ghét cái đề? Cái đề nó có cái tội tình gì đâu, sao các em lại ghét nó nhỉ? Đúng chưa? Rồi, 35 là đáp án C nhá. Tiếp này. Câu 36. Câu 36 người ta cho 4 cái đồ thị. Bây giờ người ta hỏi là cái đồ thị nào thì là đồ thị của lực đàn hồi, đúng chưa? Đó, người ta hỏi là đồ thị nào là đồ thị của lực đàn hồi. Thế thì bây giờ mình làm sao để mình biết cái đồ thị nào đây? Thì mình cần phải có hàm thôi, liên hệ giữa lực đàn hồi và x, đúng chưa? Thế F đàn hồi tính như thế nào các em? F đàn hồi thì được tính là bằng K nhân delta L, đúng không? Đó, ở đây là chiều dương hướng xuống, vậy nó sẽ là bằng gì? Cái này đúng là có dấu trừ, trừ K nhân delta L0 cộng với x, đúng không? Đó, vậy cái này nó sẽ là bằng trừ K nhân delta L0, đúng không? Đó, trừ KX. Đó, biến của chúng ta là F đàn hồi bằng cái này. Vậy thì mình thấy cái phương trình này nó có cái dạng giống như là Y bằng cái chỗ này là một cái hằng số này, vậy là B này cộng với AX, đúng không? Thế thì chúng ta biết ngay đây nó sẽ là một cái gì? À, đây nó là cái phương trình của một cái đoạn thẳng. Đoạn thẳng, đúng không? Nó không phải đường thẳng, bởi vì x thì nó không có kéo ra vô cùng được. Đoạn thẳng và nó có dạng như này nên nó không qua gì? Không qua gốc, đúng chưa? Nó không qua gốc tọa độ. Vậy là phương trình này là mình bỏ rồi. Phương trình này mình cũng bỏ rồi. Chỉ còn cái hình D1 và cái hình D4 thôi. Mình xem cái hình nào, đúng không? Thì ở đây chiều dương hướng xuống là như thế nào? Thì phân tích ở đây lại để cho các bạn có thể tư duy được cái việc là chiều dương nó hướng xuống nha. Đây, cái con lắc lò xo này, cứ vẽ lại cho mọi người nhìn, đúng không? Đó, bây giờ vật nó dao động như này. Đây là nói lại về bản chất để tư duy nhá. Chứ còn nếu mà chọn thì nhìn vào cái hàm là mình chọn được rồi, đúng chưa? Thế mà chúng ta thấy này, chiều dương của mình là hướng xuống. Đó, chiều dương hướng xuống, đúng không? Thế bây giờ giả sử là vật nó nằm ở đây đi. Vật nằm ở đây, đúng không? Thì đây chính là biên gì? Biên dương. Vậy đây là x lớn hơn không? X lớn hơn không? Đúng không? Lực đàn hồi của chúng ta thì có chính tính chất, các bạn nhớ là F đàn hồi ấy, thì nó luôn hướng về vị trí lò xo không gì? Không biến dạng. Thế nên nó ở đây thì F đàn hồi của mình nó hướng lên. Nó hướng vị trí lò xo không biến dạng, hướng lên, đúng không? Hướng lên. Lực đàn hồi hướng lên mà chiều dương xuống, vậy thì đây mình thấy là F đàn hồi nó thế nào? Nó nhỏ hơn không? Vậy là gì? X và F đàn hồi nó sẽ ngược dấu, đúng chưa? Mình xem trong hai cái đồ thị này, cái đồ thị nào nó ngược thì lấy. Ví dụ ở đây x dương, đúng không? F cũng dương, vậy là không được rồi. Còn đây thì được,
x dương thì f âm và ngược lại. Vậy hình D1 là hình đúng. Đúng chưa? Hình D1 là hình đúng nhưng mà đáp án của mình thì nó phải là D. Đúng không? Bởi vì đáp án D nó mới là hình D1. Đúng chưa? Vậy là câu số 36 đáp án của chúng ta là D các em. Đó, đáp án D nhá. Được không? Xong. Tiếp theo, câu số 37. Câu số 37 này. Ô cái đề này chữa nhanh nhỉ? Chữa veo phát là bây giờ đã đến câu 37 rồi. Chứng tỏ là đề dễ, đúng không? Nào, câu số 37. Câu 37. Một máy phát điện xoay chiều 3 pha đang hoạt động ổn định. Đúng chưa? Bây giờ nó hỏi là hoạt động là ổn định. Đúng không nào? Đây. Đúng chưa? À, xuất động của ba cuộn dây là E1, E2, E3. Cái này thì thật ra là nó thì chế lại từ cái đề 2017. Trung học thông quốc gia 2017. Được không? Đó. Bây giờ người ta cho E1, E2, E3 nó có mối liên hệ như này. Vậy bây giờ hỏi là giá trị cực đại của E1 thì chính là E0 đấy. Đúng không? Thì mình biết là ba cuộn dây nó lệch nhau 2π/3. Thế nên là E1 là bằng E0 cos của omega t. Đúng không? Cái bố này người ta cho là bằng 30 này. Đúng không? E2 thì là bằng E0 cos của omega t cộng 2π/3. Đúng không? E3 thì là bằng E0 cos omega t trừ 2π/3. Và bây giờ người ta lại cho hiệu. Bây giờ thầy sẽ đi biểu diễn cái hiệu này. Vậy thì E2 mà trừ E3 lấy trị tuyệt đối thì bằng gì? E0 mình đặt ra ngoài. Ở trong cos trừ cos thì bằng trừ 2 sin sin. Vậy là trừ 2 lần sin. Đúng không? Trừ 2 lần sin. Cái này cộng cái này. Đúng không? Cái này cộng cái này chia 2. Vậy là sin omega t. Đúng không? Sin omega t nhân sin. Đó. Cái này trừ cái này rồi chia 2. Vậy omega mất. Vậy là sin của 2π/3. Đúng không? Đấy. Đóng ngoặc vào. Tất nhiên là lấy trị tuyệt đối rồi. Thì cái này là bằng 30. Đúng không? Thế thì từ cái phương trình này thì thầy dễ dàng thầy rút ra được là E0 nhân với cos của omega t. Đây. Là bằng 30. Đây phương trình trên này nhá. Còn cái phương trình này này thì nó sẽ rút là E0 nhân sin của omega t. Đúng không? E0 nhân sin xem nó bằng mấy? 2 nhân với lại sin của 2π/3. 2 này nhân với sin của 2π/3, 2π/3 là bằng 120 nhỉ? Đúng chưa? Vậy là 30. Đây là 10 căn 3. Đúng không? Đó, thì đến đây là thầy làm gì? Thì bình phương hai vế rồi cộng nó lại. Bình phương thằng này cộng bình phương thằng này. Thì bên này sẽ là bằng E0 bình. Đúng không? Cái này bình cộng cái này bình sin bình cos bình 1 nhá. Thì bên này là bằng 30 bình cộng với lại 10 căn 3 bình phương. Đúng không? 10 căn 3 mũ 2 này cộng với 30 mũ 2 này. Đúng không? Căn phải không? 20 căn 3. Đúng không? 20 căn 3 không có đáp án nhỉ? À mà phải lấy phẩy phẩy rồi. Rồi, 34,6 nhá. Vậy đáp án của mình là C. Ok chưa? Câu 37 đáp án C. Rất đơn giản. Ok chưa? Xong câu 37. Tiếp theo, câu số 38. Được chưa? Câu số 38. Một sóng cơ truyền trên sợi dây từ C đến B với chu kỳ là T. Biên độ không đổi. Ở thời điểm T0, ly độ BC. Câu này thật ra là câu 38 là thầy đã chữa với mọi người rất là nhiều lần rồi. Nhá. Đúng chưa? Ok, đây các bạn hình dung là cái câu 38 thầy chữa cho các bạn nhiều lần rồi. Nếu bạn nào trong khóa live thì phần vận dụng cao sóng cơ thầy có bồi thêm một file có đáp án full chi tiết luôn. Thì có rất nhiều câu giống cái câu 38 này. Nhá, chúng ta xem là như thế nào. Câu 38 này. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ vẽ cái đường tròn ra. Mọi người nhìn nhá. Thì thấy là, hóa ra là ông Tuấn Anh ông chữa cho mình cái đề rồi. Nhưng mà mình đích nhớ thôi. Hoặc là mình chưa bao giờ mình chịu học nên mình không nhớ. Đây. Nào. Bây giờ vẽ bằng màu đen đi. Đúng không? Tại cái thời điểm T0 nhá, thì vẽ màu đen đi. Đúng không? T0 này. Thì phần tử BC tương ứng là trừ 20 với lại 20. Đúng không? Và trung điểm của BC đang ở vị trí cân bằng.
Các bạn phải hiểu là D ấy, nó là trung điểm của BC, vì vậy là nó sẽ cách đều BC, mà nó ở vị trí cân bằng, vậy là D nó, ví dụ thầy lấy D nó ở đây đúng không, ví dụ D ở đây thì BC nó sẽ phải đối xứng hai bên đó, đây sẽ là B của thầy đúng không, và đây sẽ là C. Các bạn hình dung được chưa? Và đây nó sẽ là bao nhiêu? Đây nó sẽ là trừ 20 đúng không? Đây nó sẽ là 20 đúng chưa? Rồi sao nữa? Người ta bảo là lúc sau đấy, thời điểm T1 thì BC có ly độ cùng là 8. Thế bây giờ muốn có ly độ cùng là 8 thì thằng C nó sẽ lên trên này đúng không? C nó sẽ lên trên này. Đây thầy vẽ C nó lên trên này. À, vẽ màu khác ấy, màu đỏ cho nó rực rỡ nhá. C nó lên trên này. Đó, C nó lên trên này. Thì B nó phải quay sang bên này. Đúng chưa? Đó, và để đảm bảo là gì? Nó cùng ly độ là đây là gì? Là 8. Đúng không nào? À thế thì chúng ta nhận định thêm một điều là D ấy thì nó luôn là trung điểm. Vì vậy C với B mà đối xứng nhau này thì đây là D. Đúng không? Thì đây là D. Chuẩn chưa? Thì đây là D. Thế thì chúng ta nhìn cái thằng D nhá. Các bạn nhìn từ thằng D màu đen đó đến cái thằng D là lẽ ra thằng này thì viết màu đỏ. Chúng ta nhìn từ thằng D màu đen đến D màu đỏ thì nó quay một góc là 90 độ. Đúng không? D quay 90 độ thì B và C cũng quay 90 độ. Vậy là B, B đen với B đỏ là hai cái B mà nó vuông pha. Và nó vuông pha thì nó sẽ thỏa mãn công thức là gì? X1 bình cộng X2 bình là bằng A bình. Đúng không? X1 thì bằng bao nhiêu đây? X1 thì là bằng 20, đúng không? Thế xét của thằng B vậy là trừ 20 bình phương cộng với cái thằng này là 8, đúng không? Thì là bằng A bình. Vậy từ đây mình tính được cái biên độ A của cái sóng cơ này, đúng chưa? Đúng chưa? 4 căn 29. Đó, A của ta là 4 căn 29. Rồi đề bài yêu cầu tính cái gì nữa? Tính cái gì? Tại thời điểm T2 bằng T1 cộng 0,4 thì tốc độ của phần tử D, thì bây giờ thầy vẽ cái hình đi, riêng của thằng D nhá. Thằng D nó đang ở đây, tại thời điểm T1 nó ở đây. Đúng không? Sau 0,4 giây. 0,4, thế mà chu kỳ T của mình là bằng 2. Với 0,4 này thì bằng T chia cho 5. T chia 5 thì hơi lẻ đấy, không biết bao nhiêu độ luôn. Đúng không? T là 360 chia cho 5. Vậy là bằng 72 độ. Vậy là nó sẽ quay thêm 72 độ nó lên đến đây. Góc này là 72 độ. Đúng chưa? 72 độ này cũng chính là pha dao động luôn. Vậy thì tại đây thì V của D nó sẽ bằng là trừ omega A nhân sin của pha là 72. Đúng không? Mình thay số vào. Và đề bài thì yêu cầu tính tốc độ, thế nên là mình lấy trị tuyệt đối của bố này lên. Đúng không? Thì nó sẽ bằng là tốc độ của, tại điểm D nó sẽ bằng gì? Omega T bằng 2, vậy omega là bằng pi nhân với A là 4 căn 29 và nhân sin của 72. Đúng không? Đây, biểu thức đây rồi, mình lấy máy tính bấm thôi, nghĩ ngợi cái gì nữa. 4 căn 29 đúng không? Nhân với gì? Sin của 72. Nhân với mấy? Nhân với pi. Đúng không? 63,36. À 64,36. Vậy đáp án câu này của mình là gì? Là A đây rồi. Đúng không? Rồi, câu này đáp án là A. Quen chưa? Nên quá quen rồi. Mình làm câu này nhiều thầy cũng chữa vài lần rồi đấy. Đúng không? Livestream ở trên cái page mà các bạn đang xem này thầy cũng đã chữa cái câu này là vài lần rồi. Đúng không? Đó. Thì đây là cũng nhắc lại cho mọi người thôi. Xong. Tiếp theo nhé. Câu 38 xong, bây giờ mình đến câu 39. Rồi. Câu 39 thì nó là một cái mà hôm sau trong khóa live thầy sẽ phải hướng dẫn lại kỹ hơn để có cái nhìn tổng quát. Còn hôm nay thì thầy hướng dẫn cách làm trắc nghiệm ở đây thôi nhá. Ừ. Rồi, nhiều ông là sao bảo sao biết nó vuông pha. Thầy vừa mới nhắc rồi. Đây thầy chỉ lại cho một số bạn đang chưa hiểu vuông pha. D nó ở đây là vị trí cân bằng, nó lên đến đây thì có đúng nó vuông không? D mà vuông thì B nó cũng phải vuông. Đấy, từ đây đến đây cũng phải vuông. Và C từ đây lên đến đây thì nó cũng phải vuông. Đúng không? Đó, cái sự di chuyển của nó như nhau. Cô Trang Anh đang xem à? Ok, xin chào chị Trang Anh nhá. Không thấy thông báo. Lâu quá không gặp chị Trang rồi, mấy năm rồi. Nào, câu tiếp theo câu 39 nhé. Câu 39 xem là như thế nào. Được không? Người ta cho gì đây? Người ta cho hai cái vật dao động điều hòa cùng tần số trên cùng một phương. Hai vật dao động điều hòa cùng tần số, và đây là cái đồ thị thể hiện mối liên hệ của nó. Người ta cho mình mấy cái chấm chấm này, đúng không? Mấy cái chấm chấm này, đúng không? Thì cái chấm này nó là cái gì?
Đó, thì bây giờ chúng ta phải hình dung nhá. Hình dung này. Đây, thầy xét là cái chấm này đi. Với cái chấm này đi. Đúng không? Một ô này của mình là 5 và các ô này thì là ô vuông. Đó. Ừ, rồi đây mình nhìn nhá, nhìn này thì hướng dẫn cách làm đơn giản thôi nha, ô vuông. Vậy là bây giờ thầy xét là cái chấm, đây là cái điểm thầy gọi là điểm M đi. Đúng không? Thì chúng ta thấy là tại cái điểm M trên đồ thị thì x1 của mình là bằng 15. Đúng không? Còn x2 là bằng bao nhiêu các em? X2 của mình ở đây nó sẽ là bằng 10. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Ok. Nào, thì tại điểm N, điểm này thì gọi là điểm N đi. Tại điểm N thì sao? Tại điểm N thì đây, tại điểm N thì hai thằng đều bằng 15 hết, đúng chưa? X1 là bằng 15 và x2 thì cũng là 15. Vậy thì vẽ cái đường tròn ra cho mọi người nhìn. Thì vẽ cái đường tròn ra mọi người nhìn thấy ngay. Đúng không? Đây. Bây giờ hai thằng mà cùng là 15. Đúng chưa? Hai thằng cùng là 15 thì nó phải như thế nào? Đây, nó phải đối xứng nhau qua đây thì mới là 15. Đúng không? Nó phải đối xứng nhau qua đây thì mới là 15. Đúng chưa? Đó, đây chính là cái trạng thái N. Được chưa? Trạng thái N đây chính là, đây nhìn này. Đó. Đây nó chính là x gì? Đây nó chính là x1. Đúng không? Còn đây là x2. Sau đó để đạt được cái trạng thái là thằng x1 vẫn là 15, vậy thì x1 phải nhảy từ đây lên đây. Đúng không? Vậy lúc sau thì đây lại là x1. Các em hình dung chưa? X1 nó nhảy từ đây đây vẫn là 15. X2 thì nhảy lên thêm trên này. Đúng không? X2 nhảy lên thêm thì x2 nhảy lên đây nó sẽ là bao nhiêu? X2 đây. X2 đây, đúng không? X2 này là màu đỏ đi. Đúng không? X2 là màu đỏ đi cho các bạn dễ nhìn. Nhá, nhìn thấy chưa? Vậy là ban đầu là xanh, sau đó là x1 ở đây nhảy lên đây thành x1, x2 nhảy lên đây thành x2 thì ở đây của mình là mấy? Ở đây là 10. Đúng không? Ok chưa? Ở đây là 10. Chuẩn chưa? Nào tiếp theo này. Lưu ý cho thầy. Bây giờ thầy gọi cái góc này là cái góc là, đây thầy gọi cái góc này. Đấy, cái góc này chính là cái độ lệch pha của nó. Đúng không? Là delta phi. Đúng chưa? Thế thì từ cái này thì chúng ta thấy là delta phi thì được tính như nào? Delta phi ở cái cấu hình số 1 là cái cấu hình N này, này thì được tính bằng hai cái góc này cộng với nhau. Mà hai góc này thì chính là arc cos của cái góc cái thằng 15. Vậy nó sẽ được tính là bằng arc cos của 15 chia cho biên độ A cộng với arc cos của 15 chia biên độ A. Chuẩn chưa các em? Đó, chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Rồi, thế bây giờ khi mà x1 lên đây, x2 lên đây thì cái góc này lại tiếp tục là delta phi. Vậy nó sẽ bằng gì? À, delta phi lúc này nó sẽ bằng arc cos của 10 phần A và trừ gì? Arc cos của 15 phần A. Đúng không? Các bạn có nhìn ra cái điều đấy không? À, đây thì phải nói là arc cos là cái gì? Không nhiều ông lại đích biết arc cos là cái gì. Đây, ví dụ đây nha. Đúng không? Thì arc cos đấy, 15 là cạnh này, 15 này, chia cái này là A, cái này chia cái này thì là bằng cos. Vậy arc cos của nó có đúng là 15 phần A ra góc này không? Đúng chưa? Góc này cộng góc này là bằng phi. Chuẩn chưa? Lên đây thì phải lấy góc này trừ góc này. Chuẩn chưa? Thế bây giờ hai cái này bằng nhau, vậy thì thầy sẽ được cái phương trình là gì? Đây là đều là delta phi, vậy phương trình ở đây thầy là gì? Arc cos của 10 phần A trừ arc cos của 15 phần A. Đúng không? Bằng cái này là 2, vậy chuyển sang đây thì đây là 3 đấy. Là bằng 0. Vậy từ đây mình tính được biên độ A thôi chứ có cái gì đâu các em. Đúng chưa? Rồi, vậy cái này chúng ta sẽ tính được A. Nào đây mình bấm phương trình phát đây. Xem bao nhiêu nha. Hơi loằng ngoằng đúng không? Đâu, mình không biết bấm cái này kiểu gì đây. Mình cứ thử bấm vậy. Nào. Sai đâu thì phải toang đấy. Đúng không? Trừ này, 3 này. 3 lần cos đúng không các em? 3 lần arc cos của 15 phần A đúng không? 15 phần A này. 15 phần A. Đó. Và cái này là bằng 0. Đúng chưa? Đó. Lâu phết nhỉ. Đi thi anh em cứ chơi hai cái máy tính nha, lời khuyên thầy. Đi thi chơi hai máy tính. Đây, 15,66. Thôi lấy 15,67 đi. Đó. Đấy. Nói chung là số này hơi xấu. Các bạn trong khóa live lưu ý là hôm sau thầy sẽ dạy cái phương pháp là làm tổng quát.
cái cách làm này gọi là làm kiểu trẻ trâu thôi. Sau mình sẽ có phương pháp làm tổng quát để đọc mấy cái bài đồ thị mà elip nó xéo xéo như này. Được chưa? Đó, đây là A. Thầy cũng tính được cái delta phi luôn. Làm sao tính delta phi? Thầy thay lên đây thì lấy hai cái này cộng với nhau thôi ra delta phi. Có cái gì đâu, đúng không? Bây giờ mình bấm A code của bao nhiêu? Là 15 chia cho 15,67. Đúng không? Rồi, nhân với 2 lên. Vậy góc lệch của mình là 33,63 độ. Đúng chưa? Rồi, đề bài yêu cầu là gì? À, khoảng cách giữa hai vật. Thế thì khoảng cách của hai vật này thì chính là gì? Chính là bằng biên độ của cái phương trình là 15,67 móc 0 trừ 15,67 móc của 33,63 thôi. Đúng không? Chính là biên độ của cái phương trình này. Cái phần khoảng cách là mình làm nhiều rồi. Đúng không? Lấy trừ nhau phát xem bao nhiêu nhá. 12 này. 15,67 đúng không? Móc 0 này trừ 15,67 móc của bao nhiêu? 33,63. Đúng chưa? Thế này đúng không? Rồi, 9,06 đây. Vậy hai cái này trừ nhau bằng một cái phương trình là 9,06. Móc cái gì kệ nó. Nhưng quan trọng nhất đây là biên độ thì nó chính là giá trị khoảng cách lớn nhất. Đúng chưa? Thế nên đáp số câu 39 của mình là C. Ok chưa? 39 đáp án của ta là C. Ok, xong. À, trẻ trâu. Ờ không, cách này thật ra nói thế thôi nhưng mà đây là cách hay. Đúng không? Nhưng mà sẽ có những cái cách mà nó tổng quát nó hay hơn. Đúng chưa? Để mình giảm cho kể cả điện cũng làm như vậy, điện xoay chiều cũng làm như vậy. Đúng không? À, nhiều bạn đã bảo là tại sao A nó lại bằng nhau. Các bạn nhìn cái đồ thị này thì nó có tính đối xứng. Vai trò của x1, x2 trong cái đồ thị này là như nhau. Các bạn nhìn tất cả các điểm nó có khả năng tính đối xứng. Đúng chưa? Vì nó đối xứng thế nên là thầy cũng kết luận được A1 bằng A. Cái này thì lẽ ra thầy nói ở đầu. Thầy nghĩ là nó đơn giản nên là cũng không quên. Sáng mai thầy... sáng mai có lịch dạy đâu nhỉ? Hạ Nhi, sáng mai có lịch đâu em? Câu 40 nào. 40 nhá. 40 xem như thế nào. Nào, câu số 40. Năm ngoái câu như này nhưng mà nó khác xíu đúng không? Nó là U mà. Đúng không? Các bạn sẽ gặp những câu UC, UJ đúng không? Rồi. Câu số 40 nhá. 40. Mạch điện xoay chiều RLC. Đúng chưa? Người ta có một cái mạch dương mai học không sư phụ. Mai thì là không nhá, tuần này thì là thầy sẽ dạy một buổi sáng thôi. Tuần sau thầy sẽ dạy các bạn hai buổi. Được chưa? Hôm nào thầy dạy mấy cái quy tắc bàn tay trái, cái đấy thầy dạy trong khóa live rồi nhá. Câu 40 làm được không? 40 này. 40 nhiều bạn làm được này, tốt quá. Bây giờ người ta cho một cái đồ thị đúng không? Mạch RLC ban đầu giữ cố định F và thay đổi đây, người ta biến đổi R. Thì đồ thị URL là một cái đường thẳng đúng không? Còn UC thì là cái đường cong. Bây giờ URL là đường thẳng thì là sao? Tại sao lại U lại là một cái đường thẳng? Đó, tại sao nó lại là một cái đường thẳng? À đúng rồi. Sáng đúng rồi. Quên mất cái lịch thầy đăng cho mọi người là sáng mai học đúng không? Sáng mai là sáng thứ mấy nhỉ? Thứ 6. Ok chốt. Được chưa? Mọi người đừng quên sáng mai 5 giờ sáng mai học nhá. Tí nữa thầy báo lại. Thầy quên mất đấy, 5 giờ sáng mai chúng ta sẽ học lý thuyết. Được chưa? 5 giờ sáng mai học lý thuyết. Đúng không? Hôm trước thì thầy báo là học lý thuyết phần sóng điện tử. Tuy nhiên là lý thuyết điện thầy chưa chữa hết nên sáng mai thầy sẽ chữa nốt nhá. Sáng mai thầy sẽ chữa nốt. À, đâu lịch thực chiến thầy đăng rồi mà, sao nhiều thằng lại không biết lịch thực chiến nhỉ? Đâu để thầy xem lại nhá. Cho thầy xin 2 giây. Nhiều ông trong khóa thực chiến đang hỏi lịch. Đây, lịch thầy ghim lên công bố nên chúng mày kích vào công bố này phát ra có không? Đúng không? Ơ đậu xanh. Không có à? Trôi đâu rồi nhỉ? Đây lịch thực chiến tuần này đây. Đây lịch thực chiến tuần này đây nhá. Đây còn gì nữa? Đúng không? Thầy đăng đây rồi. Vậy là mai 5 giờ sáng mai mình sẽ chữa đề lý thuyết. À, lẽ ra theo lịch là dao động điện tử nhưng mình phải lùi lại một buổi rồi. Đó. Đậu xanh sáng mai lại học lý à? Thôi được, thì bình tĩnh thì tí thầy thông báo nha. Cái lịch này đang bị trùng. Lịch này thầy đang nhầm. Đó, lịch này thầy đang nhầm. Bởi vì là tại sao lại nhầm? Bởi vì nó có hai cái lịch. Đó, cái lịch này của thầy thì lại không có. Lịch này thì có mỗi sáng thứ 5 thôi. À, sáng thứ 3 thôi. Đó, chứ còn thứ 6 thì không có. Rồi, thầy sẽ báo lại cho mọi người nhá. Rồi, thầy sẽ báo lại cho mọi người.
Chờ tí thầy báo lại mọi người để không bị trùng lịch, mọi người học cho nó dễ. Ok, câu số 40. Nào bây giờ chúng ta chữa nốt câu số 40 này. Câu số 40, người ta có một cái đồ thị, và quan trọng nhất là cái URL này của mình, nó là hằng số. Và đây cũng là một cái hệ quả quan trọng. URL thì được tính là bằng U chia cho căn của R bình cộng với ZL bình, ZL trừ ZC tất cả bình, nhân với căn của R bình cộng với ZL bình phương. Bây giờ cái này muốn là hằng số thì chỉ có cách là cái cụm này của mình nó phải bằng cái cụm này, thì R thích chạy đi đâu thì chạy, nó vẫn bằng nhau. Hay có nghĩa lúc này là khi cái này bằng cái này thì URL của mình nó sẽ bằng U và nó bằng 100. Đây, cái này bằng cái này thì có nghĩa là ZLC bình phương là bằng ZC, hay có nghĩa ZL bình, hay có nghĩa là ZC của mình là bằng 2 lần ZL, đúng không? Đó, đúng chưa? Hệ quả quan trọng. Nào bây giờ mình nhìn này, đây là đồ thị UC, hai cái đồ thị này nó cắt nhau tại cái điểm R bằng A, đúng không? Thì mình phải nói là tại R bằng A. Tại R bằng A thì sao? Đó, tại R bằng A thì sao? Đó. Tại R bằng A thì hai cái đồ thị cắt nhau. Hai cái đồ thị cắt nhau thì dẫn tới điều gì? Dẫn tới điều gì là lúc này URL của mình là bằng UC, đúng không các em? U bằng nhau thì Z bằng nhau. Vậy có nghĩa là R bình cộng ZL bình là bằng ZC bình phương. Đúng chưa? Mà ZC thì bằng 2ZL. Vậy thì ở đây thầy sẽ có là gì? A bình phương. Đúng chưa? ZC thì bằng A2ZL. Vậy đây là bằng 3ZL bình. Đúng chưa? À, vậy thì có nghĩa lúc này là gì? Vậy thì có nghĩa lúc này A như thế này. Vậy thì hay có nghĩa lúc này ba cái thông số trạng thái của mình đang đạt được là R bằng A, ZL, đây, ZL là bằng A chia căn 3, ZC, ZC nhớ bằng 2ZL nha, vậy là 2A phần căn 3, đúng không? Rồi, sau đó người ta nói là gì? Sau đó tần số tăng 3 lần, F tăng 3, F tăng căn 3, F tăng căn 3. Vậy thì những cái thông số trạng thái này của thầy nó sẽ trở thành R vẫn bằng A, ZL thì bằng bao nhiêu? ZL là A căn 3, biệt F tăng căn 3, vậy ZL là bằng A, ZC bằng bao nhiêu? À, tăng căn 3, vậy cái này giảm căn 3, vậy là 2A phần 3. Thì lúc này P của mình bằng bao nhiêu? U bình chia cho A bình cộng với gì? Cộng với A trừ A phần 3, 2A phần 3 bình phương nhân với A. Cái này là bằng 90W, đúng không? Mà ông U bình này của mình lại là bằng 100 bình phương, đúng không? 100 bình phương. Vậy thì từ đây mình dễ dàng mình tính được cái A, đúng không? Cái này là không biết là bao nhiêu rồi. Cái mẫu bấm phát xem nào. 1 trừ 2 phần 3 mũ 2, đúng chưa? Cộng với lại 1. Rồi vậy là 10 phần 9. Vậy là A 10 phần 9, đúng không? 10 phần 9, 100 bình phương chia cho 10 phần 9. Rồi 90.000, đúng không? Vậy là chia cho 90. Vậy là A của mình là bằng 100. Đúng không? Vậy là rất dễ rồi. Giá trị của A là bằng 100. Câu số 40, đáp án của mình là A. Đó. Xong chưa? Ngon. Ở không, câu này thì cũng không khó mà nhá. Câu này thầy bảo khó đâu. Đề này thì cơ bản là thầy cho không dễ, đúng không? Nó ở cái mức độ lý thuyết khó để mọi người luyện tập. Còn những cái câu cuối thì đa số nó cũng nhiều bạn làm được, đúng không? Ừ. Đó, Lương Văn Huy đang hỏi là giá khóa thực chiến thì khóa thực chiến là 500k nhá. Ừ. Rồi. Đâu, thầy có biết pha ban đầu đâu, thầy chỉ cần quan tâm đến độ lệch pha là tính được khoảng cách rồi, thành công nhá. Không cần gì biết pha ban đầu, mình chỉ cần biết độ lệch pha, đúng không? Có nhớ không? Biên độ dao động tổng hợp thì nó chỉ phụ thuộc vào cái độ lệch pha, đúng chưa? Đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ ra thầy đăng điểm cho mọi người. Được không? Rồi thầy sẽ xem lại xem là cái lịch nó bị trùng gì, thầy sẽ sắp xếp thầy báo luôn cho mọi người. Đã. Ok. Rồi.
Bây giờ thầy sẽ dừng livestream này đây nhá, và gặp lại mọi người vào buổi học sau. Chúc em buổi tối vẻ. Và bây giờ thầy sẽ đăng ngay cái group cái điều này. Thanh Sơn quảng cáo ý thôi thầy, giỏi ơi, một buổi thầy dạy thầy quảng cáo tí. Ừ đúng rồi, cái đồ thị elipse thầy sẽ dạy trong thực chiến nha. Thầy sẽ nói cái đồ thị tổng quát, có công thức tổng quát để tính nó, ok chưa? Không cần phải là x mà nó có thể là mối liên hệ của các đại lượng bất kỳ với cái độ lệch pha bất kỳ đó, thì mình giải quyết nó như thế nào. Rồi ok, thôi bây giờ thầy dừng like nhá, thì ra thầy đăng điểm lên cho mọi người, điểm là có rồi đấy nha. Xin chào các em và hẹn gặp lại vào buổi học sau. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye mọi người.